mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ mì lẩu Thái. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ mì Hàn Quốc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ mì Jin Jin. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu xanh lá mạ, đầu tiên là mình xỏ màu xám nha. Mọi người ơi, sau màu xám mình sẽ xỏ màu đen nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu đen nha. Màu đen sẽ là màu thứ hai của mình nha mọi người. Màu đen của mình nha. Là màu đen của mình nha mọi người. Mọi người đây là màu đen của mình. Tiếp theo là mình sẽ làm màu xanh ngọc bích nha. Mọi người ơi, mình xỏ vào tới ba màu là màu xám, màu đen, màu xanh ngọc bích nha. Mọi người ơi, ba màu của mình đây này, xám đen và xanh ngọc bích. Mọi người ơi, màu thứ ba của mình là màu xanh ngọc bích này. Và tiếp tục mình sẽ xỏ màu tím. Màu xong nha bạn.
Mọi người ở đây là phần biểu tính của mình này, một tính của mình đây nha mọi người ở đây là phần biểu tính của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ hạt chữ nha. Mọi người đây nha, đây là phần hạt của mình nha, đây phần của mình nha mọi người đây là phần hạt của mình. Tiếp tục là mình sẽ bây giờ mình sẽ buộc cái vòng của mình lại nha. Mọi người ơi, cái vòng của mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây vòng của mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.